Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Khoảnh khắc cảm động khi Đức Thánh Cha mở màn tác phẩm điêu khắc Con thuyền tị nạn. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau khi cử hành đánh lễ và đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha Francisco và một số anh chị em di dân và tị nạn đã mở tấm màn tre một tác phẩm điêu khắc mang tên Angels Unawares, những thiên thần mà người ta không nhận ra. Đây là một tác phẩm điêu khắc với kích thước như người thật, làm bằng đồng và đất sét, mô tả một nhóm người di cư và tị nạn từ các nền văn hóa và chủng tộc khác nhau xuyên suốt các thời kỳ lịch sử đa dạng. Các nhân vật đứng cạnh nhau kề vai sát cánh, chen chúc trong một chiếc bè, trong đám đông đa dạng những người này. Đôi cánh thiên thần xuất hiện từ trung tâm, cho thấy có sự hiện diện của một điều gì đó rất thánh thiêng giữa họ. Trên thực tế, tác phẩm điêu khắc này diễn giải niềm tin rằng sự thánh thiêng sẽ được tìm thấy nơi những người lạ. Trong trường hợp này là những người tị nạn và di cư. Cảm hứng đằng sau tác phẩm này được lấy từ một đoạn kinh thánh, đó là thư thánh Phaolô gửi cho dân Do Thái: anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Tác phẩm điêu khắc này đã được hiện diện tại quảng trường thánh Phaolô trong khuôn khổ kỷ niệm 105 năm ngày quốc tế những người di cư và tị nạn. Nghệ sĩ Timothy Smart, người Canada, đã dành 25 năm để điêu khắc các tác phẩm quy mô lớn bằng đồng. Chúng được lắp đặt trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Roma và Vatican. Nhà nghệ sĩ mô tả sáng tạo của mình như bản dịch trực quan của Kinh Thánh. Ông nói ông cố gắng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật hoành tráng, làm rung động người xem qua thiết kế và các chi tiết không chỉ đập vào mắt của họ, mà còn khiến mọi người cảm nhận được một phần nào đó ý hướng của tác phẩm.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.